đầy đe dọa, yêu cầu Thích Ca đừng gây thêm rắc rối nào nữa. Nhưng Đức Phật chẳng thèm quan tâm, ngài quay lưng rời đi, lại còn không quên khuyến mãi một câu nghe rất bố đời: không ai có thể quy phục ta cả, vì ta chính là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thần Dớt nhìn Thích Ca rời đi, ông đành bó tay với vị thần khó chịu này. Thần Dớt cũng nhanh chóng quay trở về khán đài theo dõi trận đấu rất na dốc tiếp theo. Trong khi đó, thần Odin nở một nụ cười nham hiểm, ma lực ông tỏa ra khiến cho hoa cỏ vườn Thượng Uyển lập tức héo úa. Con lúc này chạy theo Gunnhilder, cô bé xin lỗi vì đã trách cứ chị Gunnhilder khi nãy. Gunnhilder xoa đầu Gon và nói không sao đâu. Hai người họ sau đó nhanh chóng tới căn phòng của vị đấu sĩ tiếp theo đại diện cho nhân loại. Sau khi đi qua một loạt cánh cửa kéo với họa tiết rồng bay trong nước cùng những chén bát đồ ăn, bình rượu chất chồng xung quanh, hai người họ dừng lại trước một chiếc giường cỡ lớn. Trên giường là một gã đàn ông cao to bất thường đang nằm máy o o, là võ sĩ sumo vĩ đại nhất nhân loại, Zadita Memon. Hắn nhảy chồng về phía Gunnhilder, buông lời chọc ghẹo đòi được ngủ với cô. Gunnhilder bèn giơ tay chặn gã biến thái lại. Zadita hỏi Gunnhilder liệu cô có phải thần khí của anh không, nhưng Gunnhilder bảo cô đã sớm tìm cho anh một người thích hợp hơn rồi. Nói đoạn cô cho gọi Vankai thứ ba thúc bước vào, đó là một người phụ nữ với thể hình còn to lớn hơn cả Zadita. Cô lập tức hòa làm một với linh hồn anh, hóa thành thần khí cùng Zadita tham chiến. Sàn đấu rất na dốc lúc này đã được thay đổi, nó mang phong cách của một sàn đấu sumo Nhật Bản. Từ góc phía đông của khán đài, người đàn ông với danh hiệu vua của võ đài sumo suốt hơn 20 năm được người đời gọi đến với cái tên đô vật Go Song, Zadita Memon xuất hiện, đối thủ của anh trong trận đấu thứ 5 giữa người và thần đang bước ra từ cổng tây. Đây là vị thần phá hủy rồi lại tái tạo rồi lại phá hủy, vị thần nổi tiếng trong văn hóa Ấn Độ, thần hủy diệt Shiva. Tiếng hô của trọng tài vang lên, xen lẫn những ánh nhìn tóe lửa từ hai đấu sĩ, báo hiệu trận chiến rắc na dốc thứ 5 đã được khai màn. Lúc này đây, Shiva đang được vợ và các con cùng các vị thần Ấn Độ khác cổ vũ nhiệt tình. Anh giơ tay lên chào họ, rồi quay lại nói với Zadita rằng sẽ hủy diệt anh. Zadita chẳng hề đoái hoài đến lời khiêu chiến của Shiva, anh bốc một nắm muối trên tay rồi vung lên không trung, sau đó dùng hai tay vỗ thật lực. Áp suất khủng khiếp khiến nắm muối bị gió thổi phân tán đi khắp cả đấu trường. Shiva đoán có lẽ đây là một nghi thức của đấu vật sumo. Zadita đột ngột bứt tốc chạy thẳng tới Shiva. Đòn đầu tiên anh dùng không nằm trong 48 kỹ thuật cơ bản, đó là một đòn dậm nhảy thẳng mặt thần hủy diệt Shiva. Hướng chọn đòn tấn công mạnh và đột ngột đã khiến cho Shiva lùi lại ra sau. Anh mở lời khen đòn vừa rồi được phết thì Zadita đã lại xông đến. Anh ta tung một đấm dưới sườn nhưng Shiva đã kịp lấy tay chặn lại. Shiva chưa cả khịa hết câu thì Zadita bồi thêm một đòn ngay vào má trái. Zadita lại tóm lấy đầu Shiva rồi nâng gối thẳng vào mặt anh. Nhưng Shiva đã lấy hai tay chặn đòn kịp lúc, anh tóm lấy Zadita bằng hai tay. Hai tay còn lại đấm thẳng vào ngực Zadita khiến anh bị văng ra sau. Cả khán đài như trở nên vỡ òa trong không khí cuồng nhiệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, võ thuật của nhân loại đối đầu với các vị thần, đây là một trận đối kháng tự do, là thứ chỉ có tại Giáp Na Dốc. Quay trở về quá khứ một chút, vào một ngày tháng giêng năm 1767, tại tỉnh Shinano, Nhật Bản, có một cậu bé tên Tazokachi đã 3 tuổi rồi nhưng vẫn chưa đi lại được. Ba mẹ cậu rất lo lắng, cho đến một chiều nọ, sau khi làm việc đồng áng và trở về nhà, ba mẹ Tazokachi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đứa con mình đã bắt đầu chập chững đi những bước chân đầu tiên. Tuy nhiên, một điều không may đã xảy đến sau đó. Cơ bắp của Tazokachi đột ngột bành trướng, nó phá nát khung xương trên cơ thể cậu bé, khiến cậu không thể di chuyển bình thường như mọi người khác. Tuy nhiên, không đầu hàng trước số phận, Tazokachi vẫn ngày ngày thường xuyên tập đi lại. Dần dà, cơ thể cậu sản sinh ra các sợi cơ mới, chúng như những lớp vỏ bọc giúp kiểm soát các thớ cơ bắp trên người Tazokachi. Các sợi cơ này được gọi là bách ấn. Quay trở lại với trận đấu rắc na dốc hiện tại, Zadita đột ngột tóm chặt ngực mình rồi vặn chúng lại, lập tức cơ bắp khắp người anh phình lên một cách mất cân bằng. Nhưng nhờ có thần khí đai sumo siêu cấp do thút luyện thành, Zadita cuối cùng có thể chiến đấu với 100% sức mạnh của mình. Zadita xông về phía thần hủy diệt Shiva, anh tung một đấm khiến Shiva phải lấy ngay hai tay chống đỡ. Chưa dừng lại ở đó, Zadita tung ra vô số nắm đấm khiến Shiva không cách nào đối chọi được. Đòn tấn công mạnh mẽ khiến Shiva ngã sấp mặt trên sàn đấu. Ngay khi anh vừa đứng dậy thì Zadita quay người tung đòn kết liễu. Bỗng nhiên Shiva dùng thiết đầu công đập thẳng vào mặt Zadita làm anh máu chảy đầm địa. Hắn bồi thêm hai đòn vào mặt Zadita khiến anh lùi lại phía sau. Shiva lúc này dùng bốn tay của mình đánh đấm liên tục như một khẩu đại bác. Trước uy lực này, Zadita chỉ biết ôm mặt mà phòng thủ. Những tưởng Zadita sẽ chịu đầu hàng trước Shiva thì đột nhiên Zadita dùng hai tay nắm chặt lấy một tay của Shiva. Anh vận sức toàn bộ cơ bắp trên người đổ dồn về hai cánh tay của Zadita, cường hóa cho nó. Zadita bung sức bóp nát một tay của Shiva, khiến thần hủy diệt của Ấn Độ gào thét trong đau đớn. Nhờ có thần khí luyện thành của thút, giờ đây Zadita đã có thể hoàn toàn kiểm soát các thớ cơ bắp của mình.
Trong lúc các vị thần khác tỏ ra lo lắng thì các thần Ấn Độ quen biết Shiva mới là người rõ hơn ai hết rằng Shiva sẽ không bao giờ thua. Nghe được những tràng cổ vũ này, Shiva giơ nắm đấm của mình lên cao như một lời đáp lại tình cảm của mọi người. Thần hủy diệt lại xông lên giao đấu với Gia Đen. Shiva tung ra một chuỗi các cú đấm mang sức nặng của 1.106 vị thần Ấn Độ. Đấu sĩ hai bên quần thảo một hồi thì chuyển qua chơi thiết đầu công. Cùng nhau tới bến, sự hăng máu của người võ sĩ sumo này khiến cho Shiva dần nhớ lại khoảng thời gian hàng nghìn năm về trước, khi mà anh còn cùng nhau chiến đấu với người bạn thân của mình là Suda. Từ xa xưa, có tới hàng nghìn vị thần thuộc thần giới Ấn Độ, các vị thần ngày này qua tháng nọ cạnh tranh lẫn nhau, khiến con người nơi đây rơi luôn phải sống trong chiến tranh, chịu cảnh đói khổ lầm than. Tại một vùng núi hẻo lánh của Ấn Độ có hai vị thần gần như vô danh là Shiva và Suda, tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau.